Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chất lý 1-6 nhé anh em. Uầy, một cung, một BF, một gậy. Để xem loại công nghệ này ra như thế nào đây. Chứng chỉ học viện, lục loại phế liệu, nhỏ nhưng có võ. Úi dồi ôi, mình cảm thấy như là anh em sẽ lựa chọn một là nhỏ mà có võ, hai là chứng chỉ học viện. Nhưng mà mình lại lấy một cái loại công nghệ nó rất là lỗi ở 1-6 lần này, đó chính là lục loại phế liệu. Với cái lục loại phế liệu này thì khi mà anh em kích hoạt hai tài chế thôi, sau mỗi round thì chúng ta sẽ có được một trang bị, đồng nghĩa với là sẽ có một cái trận đấu cực kỳ nhiều đồ luôn nha anh em. Ok, để xem là cái lõi này nó có mạnh như lời đồn hay không. Với cả ít anh em chơi quá cho nên là mình sẽ thử xem là nó có khả năng vào top hay không nhờ. Đương nhiên rồi, trận này mình sẽ xây dựng đội hình liên quan đến tái chế. Và những con tái chế thì chắc là mình sẽ kẹp thêm kiểu như là nhà phát minh hay là gì đấy cũng được. Xem ra gì đây. Ủa, không ra gì nữa cả. Chán nè. Khi sao cũng phải ra tướng hay là ra gì đấy chứ. Chúng ta có Singit, Ezreal. Ok. Ui, xinh luôn này. Đây. Như vậy là chúng ta đã có được hai thế chế rồi. Như này à, Kassadin hậu vệ, thôi lên sinh 2 đi. Và như này thì mình sẽ đánh theo phong cách chuỗi thắng nha anh em. Tự dưng có một con Blitz ở trên hàng chờ như thế kia là mình không biết phải bán ai đi cả. Rồi, chết rồi. Lắp nhầm đồ cho con Blitz rồi anh em. Mình tính lắp cái gậy cho con Blitz để có thể lấy cái thế chế hoàn thành trang bị đồ lớn anh em. Nhưng mà lại lắp nhầm cho thanh niên xuyên kịt mắt. Hơi toang. Trời ơi, hệ tế chế này mạnh ở đầu game. Nhưng mà mình lại lắp lệch đồ thế này. Mà con xuyên kịt thì bây giờ sao mà bán được đi đây. Lùng rồi. Nhưng mà thôi không sao, vẫn chiến tốt. Pha sai lầm hơi nhỏ một chút. Chúng ta tiếp tục là có Ezreal, Zilan. Như này là chúng ta đã có được 3 nhà phát minh khá là sớm này. Ok, đội hình bây giờ bắt đầu đánh theo chuỗi thắng được rồi. Có con bọ của Mazaha, nhìn khá là chất lượng. Giống kiểu như con thông đạo anh em nhỉ. Mà thông đạo này hơi bị chiến. Cũng đã lên cấp độ 7, cấp độ 4 đến từ vị trí của thỏ ăn cà rốt. Anh em chắc cũng úp cấp 4 đều hết cả rồi. Ngoại trừ ông nào đánh theo chuỗi thua thì có thể bán máu lấy đồ thôi. Luxury Diamond. Uầy, ông này cấp độ 3 nhưng mà đội hình có thể là mạnh hơn cấp độ 4 luôn. Có con Grey 2 sao với cả Camille. Mà suy nghĩ của chúng ta nó lại gây rất là nhiều khó dễ cho tên bạn. Win luôn này, ăn chặt luôn này. Ui, 600 máu, đùa tôi à? Phải nổi cái hồi 600 máu này ai chơi với ông đây. Đừng cho nó hồi máu nữa. Ok, nếu như mà bắn chết cái con thông đạo của mình, khéo nó rồi hồi máu rồi luôn cả hai thằng lần sau luôn anh em. Chúng ta có Ezreal, Singit, Heimerdinger như thế này đi. Hai con này cũng con đạo như nhau, nhưng mình sẽ lựa chọn Heimerdinger tại vì nó ba tiền chắc là mạnh hơn thằng Zilan này đúng không? Và sau đó này thì chúng ta sẽ có một trang bị đồ lẻ nha anh em. Đồ lẻ thì chơi tài chế đúng đẹp luôn. Ngon lành cảnh đảo. Về cuối game chắc mình sẽ đổi trang bị của Ezreal sang cho Zidik. Như thế thì nó sẽ giúp cho mình carry và khả năng lọt top cao hơn. Uầy, đuôi của mình với cả ông này không khác gì hai anh em sinh đôi luôn. Mình vừa thay cái con Hammer ra thôi, chứ không là mình mà để Zilan thì đúng kiểu hai anh em sinh đôi với nhau mà. Hai thằng Singit, hai thằng Ezreal. Phải trưởng thật. Ông này thì không có cái lựa chọn đã công nghệ tái chế giống mình. Ông này lại kiểu như là có một cái hợp đồng đánh giảm giáp hay là gì đấy. Ok, 3 trận thắng liên tục. Tái chế cực mạnh ở đầu game nha anh em nhá. Hack đồ mà. Cái loại công nghệ lỗi lõi hack đồ. Để xem nào. Top 1 chắc là không có quyền lựa chọn trang bị rồi. Cho gì là cái đấy thôi. Đồ gì cũng được tái chế. Kiểu như là anh em đi lậm đồng nát vậy. Đấy. Nhưng mà đừng khinh thường đồng nát nha anh em.
Đồng nát tái chế này ta sử dụng hơi bị kinh đấy. Mình sẽ lấy con Blitz, vừa có trang bị đồ này lại còn có thể lên Blitz 2 nữa. Blitz không có Blitz chúng ta có Ezreal Singed. Uầy, một cái giáp à, một cái BF luôn. Kết hợp với BF như này thì chúng ta sẽ có được một cái giáp thiên thần à. Trời, giờ lắp thì cũng được luôn. Mình tính để dành cái giáp thiên thần cho con Ezreal á, để chút nữa đổi sang trang bị cho Zenith. Nhưng mà bây giờ thì cứ lắp tạm cho thằng Blitz thì nó cũng như nhau. Cũng một trang bị lớn. Ứng biến. Cái con Samira này trông vậy thôi, nó kích hoạt thêm đế chế với cả thách đấu là hơi bị kinh dị anh em. Mạnh, con Samira mạnh lắm. Thỏ ăn cà rốt. Đội hình của bạn này thì cũng chơi tài chế, có một sách nhuận ấn nhưng mà anh ta vẫn chưa sử dụng. Không biết là đang tính khi nào mới sử dụng đây. Như mình là có một cái sách nhuận ấn em, mình xài mẹ luôn rồi. Xài luôn anh em, không việc gì phải chờ đợi. Mà cái lõi công nghệ của chúng ta chỉ cần hai tài chế thôi anh em, không cần nhiều. Mà tài chế đi với nhân bất minh là đúng kiểu cặp đôi song sinh rồi, song cái hợp bích rồi. Tiếp tục là một Ezreal, mình sẽ bán con này đây. 10 tiền, 4 trận tăng liên tục. Bàn tay tử thần. Swim triệu hồi năng lượng ma quái theo dạng hình nón về phía mục tiêu của mình, cái 250 sẽ tương phép. Hồi 200 máu luôn à. Kiểu như là dính 5 thằng thì hồi mẹ 1000 máu rồi. Mỗi thằng dính chiêu phát là hồi 200 máu anh em. Căng nhở. Không biết là anh em có thích Swim hay không, nếu thích thì hãy comment cho mình biết để mình có thể làm một cái video về Swim. Rồi, anh già 029. Một cái huyết kiếm và một... Ôi, cái ông này kéo chơi Fiora hoặc là Zon gì đấy rồi, nghi lắm. Chứ nhìn pick cái độ hình như này nó không thể nào mà lệch được. Với cả cái form bài là... gì nhở? Quên mất rồi. Hôm nay lại lựa chọn cái nhà tài phiệt hay gì đấy. Thách đấu à? Thách đấu máy móc, ờ đúng rồi. Đây có máy móc luôn, Orianna tôi không cần đâu nhá. Nhưng mà cứ bắt chơi vậy đó. Bán con này đi, cho con này vào. Rồi ôi, con Ori này thì phải kẹp với con Zilean thì chúng ta mới có được hai tay chế. À không, hai máy móc, sorry anh em. Hơi loạn xạ chút. Và nhất tới đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Nếu như mà anh em nào có yêu thích đội hình gì thì hãy comment ngay cho mình biết để mình có thể làm cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn anh em nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì cứ gửi lời mời các bạn. Link Facebook thì mình sẽ để bên dưới. Ok. Ui giời ơi. Cảm ơn, nói chung là cái đội hình của chúng ta ấy không cần nhiều những trang bị chính phái đâu anh em. Càng nhiều tài chế à, tài chế chơi hai cái cũng được. Mà chơi nhiều tài chế thì nó sẽ được nhiều giáp hơn, được nhiều trang bị đồ lẻ. Lắp trang bị đồ lẻ cho mấy con tài chế nó lại ngon hơn anh em ơi. Không biết là còn nên hay không. Tạm thời thì cứ như thế này đi. Úi giời, Echo đây. Tài chế chúng ta sẽ có thể cho thêm con Zig với cả Echo vào là sẽ có được 4 tái chế này. Nhưng mà chắc là phải cấp độ 6 cơ. Ôi giời. Đấu này gần nguyên xa luôn này. Kinh dị thật. Vừa chuỗi thắng lại vừa nhiều máu. Tiền lại càng nhiều này thì mình nghĩ là anh em hãy nên chơi tái chế. Hai thằng Zig là nổi sỏi rồi. Lại thêm một cái gợn, cái găng ạ. Echo Zig. Cho này vào đây là có hai máy móc này, nãy quên cho vào. Bỏ con này. Khó nhở. Hơi khó. Từ từ đã anh em ơi. Chút nữa mình sẽ lắp đồ chuẩn sau. Ai đây, ui. Thật tên dị hợm đấy. Người anh em này thì có vẻ chơi Mid Fortune Carry rồi thì vài. Một mưa đạn là Pentakill sao. Bị cầm đánh rồi.
Úi xời ơi, Di Lan 2 sao đúng khá lợi hại. Cố lên anh em. Hay quá. Vẫn thêm một trận thắng nữa anh em ơi. 7 trận thắng liên tục rồi. Phê. Chúng ta đang vẫn giữ được vị trí top 1. Xem nào. Ui, trái tim nhà phát minh. Trái tim nhà phát minh. Vậy là chúng ta sẽ có được 4 nhà phát minh. Mình sẽ úp cấp, sau đó thì cho Heimerdinger vào. Như vậy thì chúng ta sẽ có được, đó chính là 5 nhà phát minh, 2 tài chế và 2 máy móc. Đội hình ở cái thời điểm hiện tại thì quá là mạnh rồi. Rồi đã có gấu rồi anh em ơi. Gấu của Anie. Nãy giờ chơi con bọ của mặt dạ ha là hơi phế một chút. Ok. Nếu như mà thắng được trận này thì chúng ta sẽ có được, đó chính là 40 vàng. Mong là gặp ông nào yếu yếu một chút. Còn nếu như mà hên thì có thể được một top 100 máu. Anh em nào thắng hên nữa. Ai đây? Ôi trời ơi, chắc là xoay sang bài sát thủ đến từ vị trí của... Ôi, không thấy tên. À, gì? Ông này thì đang đứng ở vị trí top 6. Đội hình thì cũng khá là chất lượng. Khả năng là chơi Twitch sát thủ rồi. Rồi luôn. Đi nguyên sàn luôn anh em. Giống kiểu như cái đội hình của chúng ta, kiểu chèn ép những cái đối phương sẽ phải úp cấp và sử dụng tiền. Như vậy thì sẽ tăng cái tỷ lệ trận đấu hơn. Trời ơi, con John và con Luck, đây là hai con cực phẩm ở cái viên đi chợ lần này. Boom. Má con Luck kìa, Luck cầm gậy thì thôi chứ. Trưởng một phát thì hơi mệt. Ông nào mà chơi kiểu pháp sư kết hợp với học viện thì mình nghĩ lấy được con Luck đấy đúng là hàng cực phẩm. Còn chúng ta thì sao? Mình sẽ lấy một cái cung đi. Có gì lắp thêm những trang bị cho Zinix nữa. Zinix đây rồi. Mãi mới có Zinix 2. Heimerdinger. Nếu như mà cấp 7 thì chúng ta sẽ cho được 4 tài chế. Oh man. Mình thì đang muốn chơi một cái đội hình nó kiểu như là nhiều tài chế anh em ơi. Nhiều tài chế một chút. Chúng ta phải hack thêm đồ á. Mà tài chế chúng ta chỉ cần lắp một trang bị đồ lẻ thôi thì nó sẽ lên được cái trang bị đồ lớn. Luxury Diamond. Ui. Luxury Diamond. Diamond. Sau này cái Diamond nó đang rất là hot. Hot trend luôn. Ông này không biết là có tiệm đá bào hay không đây. Ui, thắng mình luôn. Trời ơi, chuột bắn kinh thế. Lủng rồi. Ui giời ơi. Mình lại bị thua trước người chơi vị trí top 2. À. Khiếm một chút thôi mà đã bị đấm luôn rồi này. Có gì đây? Chúng ta có một cái nước mắt. Mình sẽ lắp một cái bàn tay công lý. Cấp độ 7 thì mình sẽ cho thêm hai tài chế Echo với cần Zik vào. Và sẽ bỏ đi con Oriana. Như vậy là chúng ta sẽ có được đội hình, đó chính là 5 nhà phát minh kết hợp với 4 tài chế. Khá là mạnh ở cấp độ 7. Và trận này thì mình sẽ đánh lên cấp độ 9 luôn nhá. Như anh em đã thấy thì đội hình của chúng ta không cần roll nhiều lắm. Để nó cũng tự ra thôi. Cho nên là nếu như mà anh em có cái lỡ công nghệ tài chế giống như mình thì hãy nên thử xem. Rất là thú vị đây. Nhiều anh em mà toàn lấy mấy cái lõi công nghệ nó phổ biến quá. Anh em hãy nên thử những cái lõi công nghệ nó độc đáo hơn. Như là gì nhỉ? Sổ hộ nghèo chẳng hạn đấy. Mấy cái lõi công nghệ đấy cũng ngon phết đấy. Tự dưng được cấp cái sổ hộ nghèo. Nhưng mà lại nghèo thật. Rồi 96. Trận này là lượng máu cũng khá là cân bằng. Nhưng mà người chơi next to me có vẻ như lại đột biến hơn những người chơi khác. Anh ta thua
máu gần như là gấp đôi so với người chơi ở vị trí top 7. Nhớ nha anh em, nhớ ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình. Và nhớ ấn thêm quả chuông mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Nào thì xem ra trang bị gì đây. Thì xem là với cái lõi công nghệ lục lõi thể chế mình sẽ được bao nhiêu trang bị ngay từ những vòng đầu tiên nha. Chúng ta xin Echo cho vào đây. Mình sẽ lắp cho những con thể chế mỗi con một trang bị đồ lẻ. Đây, một con này của bên này. Một cái đai máu đây. Quỷ thư. Một đồ lẻ nữa. Thời như thế này. Khá là ổn áp rồi anh em ạ. Đối thủ tiếp theo của chúng ta đó chính là Next to Me. Hình như là đang chơi ngoại binh bảo sao máu thọt thế. Cố gắng nổ hũ nha người anh em. Match ngoại binh quả này mà không được nổ hũ là hơi bị tiếc này. Trời ơi quả hũ. Rồi xong. Mình tiễn người anh em này đi hơi sâu một chút. Boom. Ôi trời ơi. Chật thế nhở. Cái đội hình nhà vất minh này chất thế nhở. Zumi à. Zumi thì chắc là những cấp độ cao hơn thì chúng ta sẽ có thể cho vào được. Tại vì có con mấy cái con ấy nữa. Ori à không, Janna đúng rồi, Janna kết hợp với Zumi này. Kiểu liên kết với nhau ngon lắm. À tự dưng bị thua mất một trận cái quá anh em. Bị cái ông Luxury Diamond ấy đấm cho một phát. Giờ đang đứng dưới người anh em đấy luôn. Nhưng mà không sao. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Ôi giời. À cốc mò nhìn khét lẹt này. Ông này thì lấy hai cái phước lành vũ trụ luôn. Vãi thật. Nếu như mà cái lõi công nghệ tiếp theo mà lõi bạch kim ông này mà có thêm một cái phước lành vũ trụ nữa thì thôi. Đảm bảo với anh em là hồi máu mắc binh luôn. Thế nhờ, hai cái vất lành vũ trụ. Nhiều khi là có những cái trận đấu mà có được ba cái lõi công nghệ nó liên quan đến nhau luôn á. Kiểu như là anh em sẽ có ba cái lõi công nghệ liên quan đến nhà phát minh, ba cái lõi công nghệ liên quan đến gì nhỉ? Vất lành vũ trụ chẳng hạn. Hoặc là phá kỹ hay là gì đấy. Thú vị lắm. Rồi, trận này là chúng ta có thể chơi được 7 nhà phát minh nha. 7 nhà phát minh thì sẽ cần phải có được JC. Đã một cái giáp cho con. Đây, hai trang bị lớn. Ui, nhìn đồ của Kai'Sa kìa, trời ơi, con Kai'Sa này thì thôi chứ. Mẹ Kai'Sa chất trời vãi. Úi giời ơi, thua luôn rồi. Càng thế. Đây là trận thua thứ hai trong trận đấu của chúng ta. Luxury hình như là mới thua có một trận thôi. Ở phiên đi trận lần này thì có con Victor với cái Zumi. Thỏ ăn cà rốt đã lấy con Zumi mất rồi. Còn lại Victor 5 vàng. Úi xời. Không biết là có hàng gì hay không đây. Chun đồ tái chế à. Nhưng cũng đã bị lấy mất. Mình sẽ lấy một cái nước mắt đây. Cặp nước mắt luôn. Adriel cấp 8. Nếu như mà chúng ta có con Zenix sớm thì sẽ cho vào được luôn nha. Còn anh em nào mà đen giống như mình thì không biết là như thế nào nữa. Nhiều khi là anh em cấp 7 là cũng có thể ra được rồi. Còn anh em nào đen thì cấp 8 hoặc là cấp 9 hoặc là những cấp độ cao hơn. Rồi đối thủ tiếp theo đó chính là anh già với đội hình đế chế và ui hôm nay kẹp cả máy móc à. Chơi thách đấu kẹp máy móc này thì quá nhiều tốc đánh rồi. Rồi xong, John 1 sao, Samira 1 sao.
Mình nghĩ là anh ta với 50 tiền sẽ phải sử dụng khá khá đây. Bùm. Ổn rồi anh em ơi. Trận này là auto lọt top rồi đấy. Nhưng mà cũng phải phụ thuộc vào những người chơi còn lại. Rồi xong cái lõi này trái liên quan gì đến đội hình của chúng ta luôn. Độc hành thì phải xếp tản ra thì không ấy rồi. Mình sẽ lấy một ấn pháp sư. Tại vì giữa dịch thì lại có thêm một chút pháp sư anh em ơi. Pháp sư này búp cho toàn bộ đội hình của chúng ta. Mình sẽ cho Ezreal phiên bản pháp sư này. Còn gì nữa không? Chắc phải đợi cấp 8 thôi. Cấp 8 cố gắng roll Zinix với cả mấy con nhà phát minh nữa. Đây là chúng ta chỉ còn thiếu con JC thôi anh em ạ. Tám mươi ba máu, ngon phết. Ai đây? Tự dưng ra một cái loại công nghệ nó xì đa quá. Rồi xong, gặp người chơi sát thủ. À, chúng ta đã bị bắt Ezreal. Rồi xong rồi. Chỉ còn lại Singit với cả anh gấu thì bây giờ làm được gì bây giờ? Quá đâu. Cứ như mà bị bắt mấy con Gary phát là lủng luôn anh em. Cho nên là chúng ta cũng phải cân nhắc xem là đối đầu với những cái đối phương khác sẽ như thế nào. Lại thêm một cái cung. Nhiều cung quá nhở. Quyền năng khổng lồ. Lấy cái tim băng đi anh em ơi. Tim băng chắc là sát thủ nó bay vào chắc là ngon hơn đấy anh em, đúng không? Ô, lại có tim băng luôn này. Đồ ngẫu nhiên căng phết. Xem nào, có gì hay không? Chắc là hết đồ rồi. Còn lại toàn là vàng mà thôi. Ui giời, lại nước mắt. Chúng ta có hai cái dao điện. Mình sẽ cho Janna vào đây. Echo. Một cái tim băng đã. Thêm một cái cung nữa. Thì có thể lấy thêm trang bị lớn. Và giao điện luôn đi. Có này chắc là cho Echo luôn. Ôi trời ơi, nhìn chó gắt căng thế. Chó gắt này trâu. Siêu trâu khổng lồ rồi. Cố lên nào anh em. Trận này chắc mình sẽ roll ở cấp độ 9 thôi. Chứ cấp 8 nếu như mà đội hình của chúng ta thì chắc là cũng không có gì đột biến lắm. Khả năng là không đánh bại được con châu gắt. Mắc châu vậy rồi. À châu quá. Ba trang bị. Bộ cấp Katarina 60, 50, 34, 94. Next to me hình như là được đồ cũ rồi. Nếu như mà mấy con sát thủ của cái ông GV, GIV gì đấy bay vào chỗ con Henry của chúng ta thì sẽ bị con Janna hất tung ra. Cho nên là vẫn không sợ lắm. Uầy, má con cái xa này, ông này có hai cái ấn ngoại binh kìa. Rồi xong rồi nổ hũ rồi. Má cái xa 2 thì khét quá. Trời ơi. Má nó xịt cho một phát. Lủng hết đầu. Chúng ta cũng đã rớt xuống vị trí top 3 rồi anh em. Những người chơi còn lại kiểu như là chơi mấy cái. Đây, thay đổi đây. Mình sẽ lắp 3 trang bị chuẩn nhất dành cho Zinix. Như thế này. Con này vào đây thì chúng ta sẽ có được nhằm nhà phát minh.
Còn pháp sư thì chắc là mình sẽ lắp cho Seraphim. Khá ổn áp rồi. Cũng khá là may mắn khi mà chúng ta có được Zenith ngay từ cấp 8 để tự ra chứ không cần sử dụng nhiều tiền để có thể roll. Cho nên là mình sẽ only được cấp độ 9 nha. Bay. Bùm, một sỏi rồi. Cái lượng sát thương của cái kỹ năng của Zenith gây được một tá sát thương luôn anh em. Có cả sát thương chuẩn luôn nhá. Ui, có JC, có JC, có một cái ấn nhạc phát minh nữa. Thế anh em mình nên chọn cái gì? Chắc là mình sẽ lựa chọn một cái nhạc phát minh đi. Lõi công nghệ, tộc hệ này thì chúng ta không thể nào mà roll ra được. Còn JC thì vẫn có thể tìm được nha. Mà cũng không cần đến JC nữa. Đổi lại thì bây giờ chúng ta sẽ có được 7 nhà phát minh khi mà lên cấp độ 9. Tại vì đã có được Heimerdinger thủ sẵn ở bên này rồi. Đồ gì đây? Ui, lại thêm một cái BF. Ngon quá. Cái này thì mình sẽ lắp cho cung cấp đã. Lần nào ở đây? Ui, vậy là phải bỏ một tài chế đi à? Trời ơi, bỏ một tài chế đi thì phí quá. Tăng 6 tài chế, 6 nhà phát minh. Nhưng mà để có thể chơi được 7 nhà phát minh và 6 tài chế thì chúng ta cần phải có cấp độ 10 cơ. Hoặc là thêm một cái ẩn tài chế với cả một nhà phát minh, một hai cái đấy nữa. Khó quá nhở. Càng quá. Ui trời ơi, cái xa chiến nữa. Má nhà Mundo thì trâu mắc trâu luôn anh em. Thôi xong rồi rồi. Galio Blitz. Cho vào Blitz vào đây đi. Chúng ta triệu hồi được Dragon. Triệu hồi đồng chiến đến đây. Oh trời. Như là nãy giờ mình cứ để đồ lẻ cho con Singit. Quên mất anh em, quên đổi đồ. Má lỗi mình. Tái chế đây là những con Singit. Quá lủng. Một cái lỗi quá là sai lầm từ đầu game đến giờ mà mình chưa chú ý lắm. Sorry anh em. À, bảo sao thấy hơi hơi thiếu thật đồ. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có được rất là nhiều trang bị lớn luôn nha. Boom. Cũng khá là ngon khi mà chúng ta có được con rồng chiến với 7 nhà phát minh. Sẽ có được khả năng gọi là hoảng sợ tiềm địch. Tất cả trang bị thành phần. Ui, cái vật bẫy này cũng khá là thú vị. Chắc là mình sẽ lắp cho Zik hoặc là Janna gì đấy. À, mà trận này đặt vị trí top cao một chút. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có nhiều trang bị thế này thì kiểu như là nó lỗi quá ấy. Nhiều đồ quá. Cho nên cũng sẽ là top thôi anh em. Seraphim, Victor, Akali, Zihin, Orianna. Zenith 2 ở đâu? Zenith 2. Ui. Một con Zenith nữa thôi này sẽ lên được Zenith 2 nha anh em. Bây giờ là chúng ta sẽ bỏ được một tài chế đi này. Kẹp thêm một con Orianna cũng được. Có thêm thuật sư máy móc. Còn không thì mình sẽ đợi xem là vòng 6, phi trợ vòng 6 ấy, có thêm một cái tái chế hay là nhà phát minh gì đấy hay không. Ui, ma người trời hệ ngoại binh. Quá ghét. Nhưng mà khả năng mình sẽ tiễn người trời này đi luôn. Này trời ngoại binh. Vira. Trời. À, không hiểu cái đội hình của mình lại đấm được cái ông ngoại binh mẹ. Quá nhiều tộc hệ kia nhở. Trang bị đồ lẻ. Giờ là hết những con tái chế rồi anh em. Chắc là mình sẽ phải lắp trang bị đồ lớn thôi. Một cái dao điện này. Zenith 2.
Giờ Diên Linh 2 là auto top rồi này. Nãy giờ không lên được Echo 2 nhỉ. Rồi, sát thủ đồ băng mủ. Để xem nó ăn được đội hình của chúng ta hay không. Dồn khá là nhiều trang bị dành cho Talon. Bị kéo mất Seraphine rồi. Ui, nhưng con rồng của mình nó mạnh quá. Rồng với cả Zenix anh em ạ, hai con này nó cực gãnh luôn. Tái chế kết hợp với nhà phát minh anh em. Kiểu dâng ra một cái loại công nghệ liên quan đến pháp sư gì đấy, đúng là toang thật. Cái câu 2 Blitz. Ồ, Blitz giờ chắc không thay vào được, cứ bắt đi. Biết đâu vòng 6 có ấy thì sao, có loại ấn thì sao. Ờ, Zenix 2 đâu? Hai thằng JC. Một con Zenix thôi lên Zenix 2 mà không ra anh em. Cay thật chứ. Mình có thể thay được con JC bằng con Sigit, nhưng mà chắc lên để round sau đi. Úi dồi ôi. Ai chà, lần này thì kéo được con Zilan. Anh em thấy không? Đội hình của ta quá mạnh. Bùm. Có gì không nào? Ôi giời ơi. Một bao tay đạo tạc đây. Tuy là nó một vàng nhưng mà nó khá là ngon ở cái điểm hiện tại. Và như anh em có thể thấy thì trận này mình có cực kỳ nhiều trang bị đồ lớn luôn nha. Bao nhiêu đồ? Cho con này vào đây. Galio. Ờ không thấy không lên được Zenix 2 từ bao nhiêu tiền của mình rồi. Cay vậy. Onin tìm Zenix 2 luôn này. Vẫn không ra. Đẹp. Cho ông xếp thoải mái luôn. À, của hàng team còn Zenix 2 mà không ra anh em ạ. Akali đồ chất thế. Zenix 2 là mãn đồ nhãn hơn nữa rồi. Mà khả năng là Zenix 1 của chúng ta cũng đã làm gói được đội hình của sát thủ của thanh niên này. Và đợi trận đấu của chúng ta đã cũng đã kết thúc luôn. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.